tôi Jin, xin kính chào quý vị chúng ta cùng giao lưu về thị trường crypto thị trường tiền điện tử là hệ thống phi tập trung dụng công nghệ blockchain thị trường này sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng thu hút lượng vốn đầu tư gia tăng tuy nhiên thị trường tiền điện tử cũng biến động mạnh mẽ đòi hỏi nhà đầu tư cần có kiến thức lược phù hợp Lời khuyên của Mr. Timor Jin là chúng ta chiến lược cách thức khai thác tiềm năng đầu tư bền vững thị trường crypto. 1. Giao dịch, trading, hàng ngày, hàng giờ mang lại lợi nhuận nhanh rủi ro cao. Phù hợp với nhà đầu tư có kiến thức chuyên môn. 2. Đầu tư dài hạn, holding Lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Phù hợp với nhà đầu nhận, tư, tầm nhìn dài hạn. Cần phải kiên trì và có cách đầu tư từng phần, phải tuân thủ nguyên tắc. 3. Staking. Phương thức đầu tư thụ động, rủi ro thấp. Phù hợp với nhà đầu tư muốn thu nhập thụ động. 4. IL Farming Lợi nhuận cao nhưng rủi ro cao. Phù hợp với nhà đầu tư am hiểu về thị trường ielphamin. Lợi nhuận cao nhưng rủi ro cao. Phù hợp với nhà đầu tư am hiểu về thị trường và chấp nhận rủi ro. 5. Airdrop và Bounty. Cách thức đầu tư đơn giản, phù hợp với nhà đầu tư mới. Lợi nhuận không cao nhưng ít rủi ro. Nhưng cũng hơi hay kiên trì kiến thức. Phần 3, lời khuyên. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Quản lý rủi ro thật tốt nghiên cứu và học hỏi. Đưa ra chiên lược với từng mô hình khác nhau, thực hiện phương trăm trứng không được để một giỏ. Có kênh đầu tư tốt, hãy đón nhận đã. Ai chia sẻ cho mình hãy cảm ơn họ và tham dự hiểu biết của mình. Tin đã rồi hãy làm, làm thì phải tin. Mà phải học hỏi chứ không phải ném tiền vào đấy, rồi ngồi chờ xin lời xin lại. Có công việc gì là tự dưng mà có, phải tập trung và học hỏi lẫn nhau. Đã là đầu tư thì rủi ro luôn song hành. Nên cần xác định tư tưởng. Được ăn thua chịu, nếu sợ thì nhìn họ làm, có sao đâu, nhìn họ lĩnh tiền thì đừng có Vậy tham gia thi đừng có ngồi chờ, bảo là ai rủ dê hay dụ dỗ mình, mình đâu phải trẻ con mà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng những hữu ích. Like và subscribe YouTube Thi Mojin. Tham gia cộng đồng Thi Mojin trên Zalo, Facebook và Telegram.